Một trong những bộ sản phẩm mà được rất là nhiều sự yêu thích của quý khách hàng đặt special order custom made cho tiệm, đó chính là bộ BC Collection. Theo tông màu trắng, đường viền gold, sử dụng mặt đá sứ. Thì điểm đặc biệt của cái bộ sản phẩm này đó chính là được thiết kế theo dạng hình hộp chữ nhật, mang phong cách châu Âu, vừa mang nét cổ kính mà cũng rất là hiện đại. Bàn đơn BC kết hợp cùng với ghế khách ngồi W015 và ghế thợ ngồi T009 màu kim. Một điểm đặc biệt nữa của cái bàn BC này đó chính là nó có một cái phần divider để ngăn cách giữa chân của người khách hàng và người thợ, tạo cảm giác riêng tư. Và mặt sau được sử dụng tất cả cái tay nắm đều là vàng gold và có hai hộc tủ kéo có khóa. Còn lại là những cái hộc tủ này để những cái chai acetone hay là thùng rác. Phía bên trái của Vân là mẫu buồng làm chân Misky màu trắng, chất liệu fiberglass kết hợp cùng với lưng ghế NS738 màu kem. Và đặc biệt là phần áo da của phần lưng ghế cũng sử dụng màu kem đồng với lại màu của áo da. Tủ làm chân BC có hai hộc tủ sử dụng tay nắm cũng bằng gold. Và ở đây có trash can, tủ đựng bột, có những cái hộc tủ kéo sử dụng tay nắm bằng gold, thiết kế nhìn xuyên thấu, có 3 dãy đựng bột, bàn view bar hình chữ U cho 6 người. Đây là một cái tủ đựng nước sơn, phần trên có những cái hình hộp chữ nhật này để đựng đồ trang trí hoặc là những cái đồ spa. Bàn hơ tay hình chữ U dành cho 4 người. Double sink có cái bowl có những cái hoa văn chạm khắc rất là đặc biệt. Chính giữa là có cái tủ để thùng rác và có hai hộc tủ mở. Nếu như mà quý khách hàng không muốn để nước sơn hay là bột ở phía trên cái phần rack này quá rườm rà thì mình có thể thay đổi cái design thành một cái divider ở phía trên đây. Ở dưới đây mình có thể đựng bột hoặc là nước sơn tùy theo cái nhu cầu của tiệm. Chiều ngang của nó là 48 inch. Nếu như mà quá to so với tiệm của quý khách thì quý khách có thể sử dụng cái tủ ngắn một nửa, khoảng 24 inch thôi. Phía trên mình đựng những cái hộc tủ để những cái đồ trang trí như thế này cũng rất là hay. BC Collection còn có thêm một tông màu khác nữa, đó chính là màu đen viền gold. Thì một điểm khác biệt giữa BC màu đen là sử dụng mặt đá hoa cương, bàn single kết hợp cùng ghế khách ngồi CC01 và ghế thợ ngồi EC01 màu đen cùng tông màu. Nếu như mà quý khách hàng muốn tìm một cái mẫu bàn đơn giản hơn thì ở đây cũng có một cái thiết kế khác mà không có những cái quá nhiều hộc tủ kéo. Phía dưới đây của Vân là có một cái tủ đựng nước sơn, hộc tủ kéo đựng nước sơn, ở trên là những cái ô vuông để mình để đồ spa hay là trang trí. Đây là mẫu reception dài 60 inch. Chữ phía trước của cái reception này khách hàng cũng có thể thay đổi bằng tên hoặc là logo của tiệm. Phía bên trái Vân đây là mẫu bàn hơ tay, bàn tròn dành cho 4 người. Và đây là mẫu double sink, mẫu buồng làm chân Misky màu dark gold, sử dụng chất liệu carbon fiber kết hợp cùng với lưng ghế NS769 màu đen và tủ làm chân BC màu đen. Thì công ty em cũng rất là tự hào vì là công ty đầu tiên sử dụng chất liệu carbon fiber cho buồng làm chân. Mẫu sản phẩm custom made thuộc bộ BC màu trắng đường viền gold thì đầu tiên ở đây là đang có trưng bày một cái mẫu reception dài 96 inch. Phía trước là có những cái panel màu vàng bằng mica. Đằng sau đây là có một cái tủ high bar để dành service rượu hay là nước cho khách hàng. Cũng có một cái sink ở ẩn sâu phía trong đây nữa. Cabinet màu trắng, ở dưới có những cái hộc tủ để mình để đồ, hoặc là mình cũng có thể thay thế bằng những cái hộc để mình để tủ lạnh. Phía trên của cái cabinet này là những cái ô vuông để mình trưng bày đồ. Nếu như quý khách hàng không muốn trưng bày đồ thì mình cũng có thể thay đổi bằng cái thiết kế mà mình trưng bày rượu ở trên đây. Mẫu bàn thuộc bộ BC. Điểm khác biệt của cái bàn này đó chính là những cái hộc tủ trong cái chân bàn có thể đẩy ra tháo rời được. Mặt trước của bàn có thiết kế một cái miếng 3D wood và sử dụng mặt đá là mặt đá sứ, kết hợp cùng với ghế khách ngồi C016 và ghế thợ ngồi T010 màu hồng.